Những năm gần đây, làng võ thuật Việt Nam, đặc biệt là tại các giải đấu võ thuật tổng hợp MMA, đi cùng với những trận thách đấu của các võ sĩ nổi tiếng như nhà vô địch Leon Championship Nguyễn Quang Lộc, Ngọc Cảnh, thì một cái tên được nhắc đến nhiều, đó là võ đường Liên Phong của tài tử Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn là một cái tên đã quá nổi tiếng với những bộ phim võ thuật hành động của điện ảnh Việt Nam. Còn Liên Phong có đơn giản là một cái tên? Với hai cái từ Liên Phong thì do ông nội của Trí sáng lập ra ở một cái hình thức võ thuật. Ngày xưa thì gọi là Liên Phong Quyền. Bây giờ chỉ đơn giản là võ Liên Phong. Thì lúc mà ông nội Trí là Nguyễn Chánh Minh thì có một cái biệt danh gọi là Nhãn Trắng Cà Mau. Đó là một cái cách thức tập luyện võ. Đó là một cái sự gom góp của tất cả những cái gì mà ông đã tinh thông qua cái từ thời trẻ ông tập nhiều môn võ, rồi gắn kết nó lại, lấy ra những cái gì đó mà nó hiệu quả nhất, có thể tập luyện nhanh gọn lẹ nhất. Thậm chí thời của ông thì là thời Pháp thuộc, nên nó cũng có một cái chiều gọi là không gian chiến đấu. Liên Phong là một trung tâm võ thuật và thể hình rộng 1.800 m², được thành lập vào đầu năm 2012. Khuôn viên được xây dựng những vách đất, mái lá khiến người ta liên tưởng đến một vùng quê Nam Bộ. Những đặc điểm không gian này được Johnny Trí Nguyễn thiết kế và xây dựng nhằm tưởng nhớ đến ông nội mình, cũng là người sáng lập ra Liên Phong Quyền, sư tổ Nguyễn Chánh Minh. Võ đường Liên Phong ra đời như mảnh đất để nuôi dưỡng Liên Phong Quyền và cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm võ thuật của Johnny Trí Nguyễn. Võ Liên Phong bắt nguồn từ sư tổ Nguyễn Chánh Minh, biệt danh Nhãn Trắng Cà Mau ở đầu thế kỷ 20. Thì rất là vui để đón tiếp tất cả quý vị quan khách. Chí xin trân trọng và cảm ơn và ghi âm sự hiện diện của mọi người. Xin cảm ơn. Thì thời nhỏ đó thì phần nhiều là ở trong không gian thi đấu. Thì hồi xưa chúng ta có một cái hình thức thi đấu mà gọi là tự do. Cái hình thức thi đấu tự do đó nó, ví dụ mà chúng ta nói tới thời nay á, nó khá là gần với MMA. Nếu mà thời nay chúng ta nhìn nhận bằng cái văn hóa của mình đó, thì nó phi thể thao, để nó không hạn chế những đoàn thế, nó không có một cái sự gò bó là không được dùng những cái gì. Rồi xong rồi lớn tới cái thời mà ông bắt đầu đi kháng chiến thì nó cũng được áp dụng ở trong cái hình thức là huấn luyện những cái đội vệ binh, chúng ta gọi là bộ đội. Nó có cái truyền thống đó, và khi mà những người ba chú bác của Chí, thì con trai con lớn lên thì được tiếp thu cái đó. Nhưng mà cái hình thức của Liên Phong thì lúc nào chúng ta cũng ngay trong cái từ ngữ đó, có nghĩa là liên kết những ngọn gió, thì nó không có phải là một cái hình thức gò bó, nó dựa theo sự tiến hóa, dựa theo sự tiến hóa để mà phát triển, để mà thích nghi với cái không gian hoạt động của nó. Giống như là một môn thể thao hay là một cái xe đua đi, khi mà chúng ta phát triển ra nó thì mỗi năm chúng ta đều tiếp cho nó một cái bước nữa để phát triển, để tiến bộ nó. Như cái iPhone này 15 rồi đúng không? iPhone 1 nó không có khả năng như là cái iPhone 15. Thì đối với Liên Phong đó là cái văn hóa võ, để mà nó là đi gần với thiên nhiên, phát triển thích nghi. Về nguồn gốc của Liên Phong Quyền, xuất phát từ đầu thế kỷ 20, nhiều môn võ thuật như quyền Anh, boxing, nhu thuật Jiu-Jitsu, nhu đạo Judo cũng đã du nhập vào Việt Nam. Suốt giai đoạn Pháp thuộc, những võ sĩ khác môn phái thường xuyên tranh tài với thể thức võ tự do. Thời khắc này đã biến võ thuật Việt Nam thành một cỗ máy sàng lọc nghiệt ngã, nơi những gì tinh túy, hữu dụng nhất có thể tồn tại.
Đầu thập niên 30 của thế kỷ trước, sau khi lãnh ngộ từ nhiều võ sư lừng danh, ông nội Johnny Trí Nguyện là Nguyễn Chánh Minh đã thử thách mình với những trận đấu võ tự do. Ông đã tham gia những cuộc tỷ thí từ chợ Cà Mau tới Sài Gòn, trong đó có những lần phải chạm trán với các võ sĩ nước ngoài. Từ đó ông nổi danh khắp nơi và người ta gọi ông là Nhãn Trắng Cà Mau. Liên Phong Quyền nghĩa là sự liên kết của những ngọn gió. Với những đòn thế riêng biệt của Nhãn Trắng Cà Mau Nguyễn Chánh Minh đã gây ra bao nỗi khiếp đảm cho giới giang hồ và cả chính quyền thực dân trong thời gian ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Với Liên Phong thì và có thể nói trong mọi môn phái nó có cái gì đó khác nhau. Bởi vì chúng ta mới có cái tên của môn phái khác nhau chứ không thôi gọi nhau khác nhau chị, đúng không? Nó có một cái hình thức là đặc thù riêng. Nhưng mà đối với Liên Phong thì có một cái hình thức di chuyển gọi là tam túc. Đối với các môn võ thì thường sẽ gọi cái cách di chuyển là bộ pháp. Nhưng mà Liên Phong không có quan trọng cái hình thức bộ pháp mà quan trọng cái thân pháp. Có nghĩa là cái cơ thể sẽ hướng dẫn cái di chuyển thay vì cái chân sẽ hướng dẫn di chuyển. Thì sẽ xem cái nguồn gốc của cơ thể, cái trọng tâm của cơ thể là cái cội cần phải tới lui trái phải hay là đổi chiều. Còn chân với tay là những cái ngọn. Cho nên chúng ta không có xem cái chân, cái bước chân là cái yếu tố để di chuyển mà cái thân. Thì trong cái cách di chuyển của thân có cái thế gọi là tam túc.